kem B5 có dùng được cho bà bầu không? Đây cũng chính là câu hỏi mà bà bầu đang rất quan tâm. Ở giai đoạn này mình xấu đi nhanh lắm, nhưng lẫn lộn giữa sắc đẹp và sức khỏe hao tổn khi mang thai, khiến bạn sẽ phân vân nhiều lắm. Nên hay không nên dùng kem B5 khi bạn đang trong giai đoạn mang thai? Trong video này shop sẽ có câu trả lời cho các mẹ bỉm sữa yên tâm để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem B5, dành cho bạn nào chưa biết thì đây là một thương hiệu mỹ phẩm đến từ nước Pháp, được ra đời từ năm 1995. Với sứ mệnh là phục hồi và chăm sóc tất cả các làn da bị nhạy cảm. Nếu mẹ bầu là một phụ nữ có cơ địa da khô mà không gặp nhiều vấn đề về nhạy cảm hoặc mụn thì cũng không cần quá quan tâm tới thương hiệu này đâu nhé. Ngoài ra, kem B5 được phát triển từ nguồn suối khoáng La Dầu Sepousay. Điều đặc biệt của nguồn suối khoáng này là chứa hàm lượng lớn thành phần selenium, giúp hạn chế phản ứng viêm và làm dịu da, nên sản phẩm phù hợp với làn da rất nhạy cảm, kể cả da nhạy cảm của mẹ bầu nữa nhé. Nên trước khi quyết định mua sản phẩm nào, mẹ bầu nên đọc kỹ bản thành phần, hướng dẫn sử dụng và công dụng được in rõ mặt trước và mặt sau của sản phẩm để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất cho da của mình nhé. Kem B5 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem B5 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.